Bác cho Hến đi chơi với cháu một lúc. Chơi cũng được nhưng 9 giờ là phải về nhà nghỉ đấy. Dạ vâng ạ. Chúng mày cứ ra bờ ao mà chơi cho mát, làm sao phải đi đâu. Thời buổi bây giờ ai còn chơi ở bờ ao. Thì chúng mày đi đâu thì đi, nhớ lời bác dặn đấy. Vâng, bác cứ yên tâm. Sao mà nước mắt ngắn nước mắt dài thế hả con? Con có bầu rồi. Ôi trời ơi, thôi chết, sao mà lại có bầu? Tại mẹ đấy. Tại gì tao? Thì tại mẹ hôm nào cũng bảo anh ấy đưa con vào nhà nghỉ. Thì tao bảo nó đưa mày về nhà nghỉ ngơi còn gì. Có nghỉ ngơi tí nào đâu. Thế nó làm gì mày? Mới đầu thì anh ấy bảo là cho anh ấy xem, sau một lúc thì anh ấy tòm tem khắp người. Mà thôi, sai thì sửa chữa thì đẻ. Mà mày cũng phải hợp tác sản xuất với nó thì mới ánh ra chứ. Mày không cho thì bố nó cũng chẳng làm gì được.